xin chào quý vị khán giả và các bạn thiếu nhi đang theo dõi chương trình Ước mơ của em. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV sản xuất. Và như quý vị thấy thì hiện nay Mai Phương đang ngồi tại tổng đài Ước mơ của em, và trước mặt Phương thì có rất nhiều thư của các bạn nhỏ gửi về, và Mai Phương cảm nhận là bức thư nào cũng thật thú vị và đáng yêu. Chẳng hạn như là một bức thư mà Phương đang cầm trên tay đây nè. Trong thư, ủa, ngày hôm nay lại có điện thoại gọi về tổng đài hả ta? Alo. Alo, Mai Phương hả? Xin chào hiệp sĩ. Có chuyện gì mà ngày hôm nay hiệp sĩ gọi về tổng đài vậy? Đang làm gì vậy? Hiện mới có cái đĩa phim hoạt hình hay lắm. Bữa nào rảnh qua nhà Thiện coi nha. Vâng, đang có một nhiệm vụ muốn giao cho anh đây. Có nhiệm vụ cho Thiện phải không? Bây giờ thì anh tiếp nhận nhiệm vụ nha. Rồi, Thiện sẵn sàng rồi. Bây giờ đọc đi. Đây là thư của cậu bé Lê Hoàng Huy, 8 tuổi, ở tại địa chỉ số 273, xuyệt 42B, Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh. Ở trong thư thì Hoàng Huy có chia sẻ rằng ở nhà hiện nay cậu bé đang làm con một nên được bà nội và ba mẹ rất cưng chiều, được mọi người chăm sóc kỹ như một em bé, trong khi cậu luôn muốn được cơ hội thể hiện với bà và bố mẹ rằng mình đã lớn. Chính vì vậy mà cậu bé mong muốn rằng có thể được trải nghiệm cảm giác trở thành anh hai, có khả năng chăm sóc các em nhỏ. Chăm sóc các em nhỏ hả? Có vẻ như con nhóc này rất là thú vị đây. Rồi, bây giờ Thiện sẽ tới giúp thực hiện nhiệm vụ này nha. Thế thì lên đường thành công nha. Rồi, cảm ơn Mai Phương nha. Quả là một thỉnh nguyện thư rất đáng yêu đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi hiệp sĩ sẽ trợ giúp cho cậu bé Hoàng Huy này như thế nào nha. Hôm nay thì Thiện đang đến nhà khu phố, nhà của bé Huy để thực hiện ước mơ của bé. Và bây giờ xem bé đang làm gì nha. Chào anh. Em sẽ tự giới thiệu, em là hiệp sĩ của chương trình Ước mơ của em. Hôm nay chào anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giúp bé Huy thực hiện ước mơ của mình. Và anh chị có biết ước mơ của bé là gì không? Ước mơ của bé thì nó cũng có nhiều ước mơ lắm. Nó nhà thì nó cũng nói là con thích sau này con trở thành họa sĩ. Rồi nó cũng nói với mẹ, mẹ ơi con cũng thích có em bé nữa. Anh có biết ước mơ chính xác của ngày hôm nay mà bé Huy muốn thực hiện là gì không? Ước mơ lớn nhất của nó là muốn có một đứa em. Cảm ơn anh rất nhiều. Và hôm nay em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của bé Huy. Bây giờ em xin phép anh chị là gặp bé Huy nha. Chú chào con. Dạ, em chào chú, con tên là Lê Hoàng Huy. Chú cũng giới thiệu, chú là hiệp sĩ Chí Thiện đến từ chương trình Ước mơ của em. Và hôm nay chú sẽ thực hiện ước mơ của con. Nhưng mà ở đây hình như có vẻ hơi nắng đúng không? Thôi bây giờ mình kiếm chỗ nào mát chút nha. Con cho chú hỏi là ước mơ của con là gì? Dạ, ước mơ của con là có đứa em. Con đã từng nói ước mơ của con với lại ba mẹ của mình chưa? Dạ rồi. Con nghĩ con sẽ có mấy đứa em và tiêu chuẩn những đứa em của con sẽ như thế nào? Dạ, con muốn có 4 đứa. Trời, 4 đứa lận hả? Con nghĩ con có chăm sóc hết không? Dạ được. Hôm nay chú sẽ cố gắng giúp con thực hiện ước mơ của con là chăm sóc em. Bây giờ thì Thiện với lại bé Huy đã đứng trước trường mầm non chú ông nhỏ. Thiện đã liên hệ ở đây để có thể giúp bé Huy hôm nay có thể chăm sóc được các bé trong trường này. Và bây giờ bé Huy có đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ chưa? Sẵn sàng. Yeah. Chào chị. Con chào cô. Thế ước mơ của con là gì nhỉ? Dạ, nói cho con nghe đi. Ước mơ của con là có 4 đứa em. Trời ơi, có 4 đứa em lận. Hôm nay ở trường cô có nhiều em lắm. Bây giờ thì đang ở đứng trước lớp mầm. Và ngày hôm nay thì bé Huy sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của mình. Để coi bé chăm sóc các em khác như thế nào nha. Hôm nay thì Thiện có giới thiệu bé Huy cho chị để có thể coi như là một trợ giáo. Hôm nay con tới đây là để thực hiện ước mơ của con. Ước mơ của con là chăm sóc những em bé. Con muốn làm một người anh hai đích thực. Cô là cô Lan, cô sẽ hướng dẫn cho con. Hôm nay lớp của chúng ta sẽ bắt đầu giờ học. Giờ học xong thì các bạn sẽ chơi trong lớp hoạt động gốc. Sau đó sẽ tới giờ ăn trưa. Rồi sau ăn trưa các bé sẽ thay đồ, ăn mặc xong rồi các bé sẽ đi ngủ.
Đó, cho nên là ngày hôm nay công việc của con khá vất vả, nhưng mà con sẽ cố gắng ha, cô sẽ giúp con hết mình. À, bây giờ đã vào được giờ học chính thức đầu tiên và bé Huy đang giúp các cô để có thể đưa các bé về vào phòng thư viện. Nãy giờ thì có vẻ như là bé Huy của chúng ta có vẻ hơi nhút nhát một tí và chưa dám làm quen với các em. Vừa rồi thì có một bé gái đã khóc và Huy đã chủ động lại dỗ bé và bây giờ bé đã nín rồi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục xem là bé Huy như thế nào nha. Con! Có vẻ như cô bé này đang làm khó anh Huy của chúng ta và bây giờ anh Huy vẫn chưa có thể nào có thể dỗ được cô bé quay lại chơi với mọi người. Đây nãy giờ là một học sinh cũng là một thử thách lớn nhất cho đối với bé Huy từ nãy đến giờ. Nói sao cô bé cũng không chịu nghe hết và bây giờ để coi bé Huy có dụ được bé vào lớp không nha. Đi chơi, lát nữa chơi. Có vẻ như là cái nhiệm vụ dắt các bé vào lớp bây giờ đã trở thành chơi cùng với các bé. Đi chơi nè. Chơi mấy bạn nè. Ý đi lộn đường. Ở đây. Nắm tay em đi. Nè, chơi xe ô tô, đi chơi. Trong lớp cũng có máy bay. Sau khi một hồi thì bé Huy đã nhờ đến sự trợ giúp của cô giáo thì Huy đã đưa được hai bạn cuối cùng vào lớp. Còn bây giờ thì đã đến giờ chơi của tất cả các em rồi. Thì bây giờ coi Huy cùng với các em chơi như thế nào nha. Xếp gạch chúng anh ha. Nè, xếp chúng anh nè. Rồi, con đè bỏ đi lên đây. Con ngựa, đè con này. Rồi, con này té xuống. Và nãy giờ cô thấy là bé Huy chăm sóc với em nhiều hơn hay đang chơi với em nhiều hơn? Nãy giờ thì các con chỉ chơi nhiều thôi, chưa chăm sóc một tí xíu nữa. Tới giờ ăn rồi thay đồ thì lúc đó bé Huy sẽ chăm sóc các em nhiều hơn. Rồi xong. Con này nè. Con này con gì? Con vịt. Con này? Con chim. Con chim. Con vịt con. Con vịt con. Nè, anh đọc chuyện cho em nghe ha. Ý ngược lật lại. Nè. Con nhà. Cái này công chúa. Con ngựa. Mà xuống cho đỡ mỏi chân. Đó. Đập xong trang này, lật trang khác ha, lật giống anh nè. Đó, lật đó. Ở trường có rất nhiều trò chơi và rất đông bạn bè. Chúng ta cùng hát nhé. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Nè, con này con gì? Con này con gì? Con gà. Không phải, gà. Con gà. Đi rửa tay ăn cơm. Và bây giờ đã đến giờ ăn của các bé. Bây giờ Huy sẽ giúp các cô đút các bé ăn. Giúp các bé ăn và để coi anh Huy đang đói của chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào nha. Bây giờ thì đã đến giờ các em phải đi ngủ rồi. Còn bây giờ các coi Huy sẽ làm gì ở bên trong nha. Ủa Huy, con đang làm gì vậy? Dạ, con đang lấy gói chăn cho mấy em ngủ. Rồi, giờ con đi phát chăn nha. Cùng bay. Bao gian lao ngay từ khi bắt đầu. Có vẻ như nãy giờ ru các em ngủ thì anh hai cũng đã rất là mệt rồi và chuẩn bị mặc rất là buồn ngủ. Chào cô. Rồi thì hôm nay con đã được vào để chơi với các em này.
học với các em này, con thấy các em thế nào? À, mấy em dễ thương. Rồi, thế con gặp khó khăn gì nhất trong lúc mà chơi với các em vậy? Ru em ngủ. Ru em ngủ hả? Ru hoài không ngủ đúng không? Rồi. À, hôm nay thì rất là vui bởi vì con đã được chơi với các em, học với các em. Thế sau buổi hôm nay con có còn giữ ước mơ của mình muốn có nhiều em nữa không? Dạ có. Cô chúc con sẽ hoàn thành vị trí anh hai của mình thật là tốt nhé. Nào, cô bắt tay con cái nào. Coi như là ngày hôm nay Thiện đã giúp được bé Huy thực hiện được ước mơ của mình, đó là chăm sóc em. Và nhân đây cũng xin cảm ơn nhà trường, những chú ông nhỏ đã giúp cho Thiện với lại Huy có thể thực hiện được ước mơ của bé Huy. Vậy là nhiệm vụ hôm nay của chúng ta đã hoàn thành. Dạ biết. Trong suốt quá trình thực hiện ước mơ vừa rồi thì có một điều mà Mai Phương rất ấn tượng với cậu bé Hoàng Huy, chính là cái cách mà cậu bé chăm sóc cho những người bạn nhỏ. Một sự ân cần, chu đáo, dịu dàng, y hệt như một người anh gương mẫu vậy đó. Và chắc chắn là qua quá trình thực hiện ước mơ lần này thì bây giờ Hoàng Huy cũng đã hiểu hơn về sự vất vả của bố mẹ khi phải nuôi dưỡng chăm sóc cho mình như thế nào, và cũng hiểu hơn tình thương bố mẹ dành cho mình nhiều như thế nào rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nhưng trước khi chia tay thì có một điều mà Mai Phương muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Đó là chúng ta hãy đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hãy luôn tin tưởng vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Đi, hồ bơi kìa. Ừ, hồ bơi lát nữa bơi. Hồ bơi lát nữa bơi. Vô, vô, vô. Vô lớp, vô lớp. Ừ, vô lớp đi lát nữa bơi.